Bà có gì mà lề mề thế ạ? Nhà bao việc chứ có rảnh đâu. Em thư trong nhà. Ôi, bây giờ em là gái thành phố rồi. Chắc phải xinh tươi lắm nhỉ. Xẻng đâu? Đây. Mà trần đời tao chưa thấy ai như mày cả ấy. Đi tán gái lại mang xẻng. Mẹ rủ tao đi đào mỏ đấy à? Mẹ em Thư đâu? Em Thư tỉnh sau, gặp mẹ em Thư trước đã. Đi. Thư Thư. Nhanh lên. Cô ạ. Ừ. Ôi. Cháu chào cô ạ. Hôm nay em Thư nhà mình về chơi hả cô? Đâu? Cái Thư nó vẫn học ở trên Hà Nội đấy chứ. Đây là bạn của Hùng à? Dạ. Vâng, cháu là Bảo. Cháu không biết em Thư nhà mình ạ. Thế à? Đấy, từ ngày mà cái Thư lên Hà Nội học, khóm Hồng của em ấy cũng không ai chăm sóc cả. Thế hôm nay Bảo giúp cô nhá. Giúp thế nào ạ? Cô yên tâm. Nhìn bạn cháu trải chuốt thế này thôi, nhưng mà là con nhà nông chính hiệu đấy cô ạ. Thế thì tốt quá. Thế bây giờ hai đứa ở đây chờ cô, để cô vào lấy đồ làm vườn cho nhé. Vâng ạ. Đang mất nét này. À. Tưởng là cô dâu. Ai ngờ trăm cây hay sao? Ê, muốn ăn quả thì phải trăm cây chứ đã chứ. Lấy lòng mẹ vợ cửa nó mới sang. Rốt ạ. Nghĩ gì? Thông chưa? Ê. Ừ. Đây, đồ làm vườn đây. Cô ạ, cháu nghe Hùng kể là cô đang gặp khó khăn trong việc trồng cây. Thế là hôm nay cháu sang đây để tự nguyện giúp đỡ. Đây, cháu nói với cô nhá. Cái giống bổng ở nhà mình này, chỉ sau đúng vụ hoài thôi là nó sẽ bị... cây hồng. Cái giống bổng này của cô ấy, thì trồng trong chậu lâu ngày, đất nó sẽ bị cằn cô ạ. À, kể cả trồng ở vườn cũng thế cô ạ. Cháu thấy là hình như là khoảng tầm gần 2 năm là cô chưa thấy đất đúng không ạ? Cũng phải khoảng gần 2 năm rồi thật. Tính ra thì em Thư nhà cô lên Hà Nội học năm nay cũng năm thứ 2 rồi. Thế sao cháu biết? Cháu à, cháu từ bé cháu đã làm bạn với cây cối rồi. Thế là cháu cũng rút được chút ít kinh nghiệm. Thực ra là cháu khiêm tốn thôi. Chứ cháu có thật với cô nhá. Đây, cháu nhìn cái hồng của cô ấy là cháu biết nó đang vui hay đang buồn. Bản chất cái hồng này ấy, sau vài vụ ra hoa là đất sẽ bị bạc màu. Cộng với cả cái việc sử dụng phân bón hóa học dài ngày thì đất sẽ bị tích tụ muối độc. Tốt nhất ấy nên thay đất khoảng 3 đến 6 tháng một lần để tạo điều kiện tốt nhất cho cây, cây có thể đâm hoa, kết trái. Hồng thì đang ra trái mày ơi. Thực ra ấy thì cô cũng chỉ biết ngắm thôi, chứ còn chăm sóc hồng thì khó thật. Cô yên tâm. Hôm nay cháu sẽ cải tạo toàn bộ đất cho các khóm hồng của cô. Cháu đảm bảo với cô nhá, chỉ khoảng vài tháng nữa thôi, em Thư nhà mình đi lấy chồng là cái sân nhà mình rực rỡ luôn. Thế thì tốt quá. Tuyệt vời. Cô, thế cháu có đủ tiêu chuẩn để làm con rể cô không ạ? Thừa ấy chị Lị. Thế nhưng mà tiếc quá, cô thì chỉ có mỗi một mình em Thư là con gái thôi, mà nó lại có người yêu mất rồi. Chúng nó còn hẹn nhau ấy là sau khi tốt nghiệp sẽ về quê cưới đấy. Cô mà có hai đứa con gái nhá, chắc chắn cô sẽ chấm cháu. Đây, dạ. Người đâu mà vừa đẹp trai lại còn chịu khó nữa. Vâng. Thế thôi, hai đứa giúp cô nhá. Cô vào cô pha ấm nước. Vâng. Dạ vâng ạ. Đi hẹn đi chơi tối này. Mày thấy trình độ của bà Bảo chưa? Gái phố gặp anh á, tắc nghẽn luôn. Đẹp trai khổ thế đấy. Có ai hiểu đâu. Em hiểu. Mày mới lên quen biết ai mà gái phố. Cẩn thận hẹn hò online là bị lừa đấy. Em bán rượu mà hôm nay mình đỡ ấy. Cái em ngã sóng xoài chứ còn nhảy đấy á. Này, đừng có gì. Thấy gái xinh rắn chặt mắt vào, giờ lại còn giả bộ. Mà em ấy bảo tao là rủ cả mày đi cho có cặp. Em ấy rủ thêm bạn, tao vô lựa chọn. Chịu, bơ vẩn, tao không thể. Bỏ lỡ cơ hội đừng hối hận nhá. Mai Dũng bảo vệ rồi, không đi đâu hết. Anh tán gái quanh năm nghỉ một hôm chết à? Đúng đấy. Kìa,
Thế ra chả bảo là không yêu là chết ở trong lòng một lít à? Chết trong lòng một ít con ạ. Đốt phần còn hay ra về. Anh ở đâu rồi? Sắp đến rồi, 5 phút có mặt. Dũng. Chú ạ. Cháu định trả phòng hay là thuê tiếp ấy nhỉ? Dạ. Tại vì có người muốn thuê, chú định cho xem. Thì thấy cô bảo là cháu lại thuê tiếp 3 tháng nữa. Thì chú tưởng mới tốt nghiệp xong rồi về quê luôn. Dạ, đúng là cháu bảo cô định gia hạn đấy ạ. Chú. Chào cháu. Gia hạn cái gì mà gia hạn? Mai bảo vệ xong, có bạn bè thì chỉ vài hôm nữa thôi. Khi nào có bằng tốt nghiệp lại lên nhá. Chú cho bọn cháu giả. Thế là thế nào Dũng? Dạ, mai cháu sẽ gửi tiền cho chú. Chú cháu mình chốt thế nhá chú nhá. Ok, chốt chiếc cái gì? Nhà có thì không ở, đi thuê mướn làm gì? Anh bảo về là về. Chốt lại là chú cho bọn cháu giả thôi ạ. Áo, cất đồ nhanh lên. Này, bọn sang Bù Nam. Mày nhá, bẩn giấy tao rồi. Đi đánh trả tao. Lòng tà, lòng tàu. Có việc này, mình muốn nói trước. Không được từ chối đâu đấy. Đây. Bố có 20 triệu. Không nhiều. Cho bố góp. Ôi trời. Bảo sao bố kéo con lên tận đây không cha? Thì bố nghe con kể chuyện là xin việc cho thằng Dũng hết 100 triệu. Nhưng mà vẫn còn thiếu đúng không? Không biết chỗ này có đủ không? Con không cầm. Ok, cầm lấy. Bao giờ có thì trả, không cai. Khổ quá, con gom gần đủ rồi. Còn một ít nữa, nhưng tất cả đều trong tính toán của con. Đợt cuối đưa cho người ta là cũng hòm hòm rồi bố ạ. Cầm lấy. Con nói thật đấy, con lo được. Việc này con đã tích cóp trong mấy năm rồi. Nếu mà con túng thì con nhờ bố sau nhá. Cũng tính toán căn cơ ra phết nhà. Cũng phải tính toán chứ bố. Một thân một mình thì sao cũng được. Nhưng có mỗi thằng em, con không muốn nó vất vả. Biết vì sao anh được sinh ra trên cuộc đời này không? Là để chăm lo cho em đấy. Thế giới ngoài kia quá rộng lớn. Em cũng muốn được thử một lần. Vấn đề của cậu bây giờ là cậu đang thiếu tự tin. Vì cậu còn trẻ, chưa có thành tựu gì cả. Không ai được phép coi thường em, trừ chính bản thân em. Cậu ấy đúng với cả chị nó. Có chết đói con cũng không bao giờ cầm tiền của mẹ một lần nữa. Cái thằng kia, cuối cùng là mày cần cái gì? Con cần làm những thứ lớn lao. Cái gì? Con làm được không? Tao làm được. Anh cứ coi em như là trẻ con lần đầu nhập mẫu giáo thế. Em cảm thấy cách anh chăm sóc em là gánh nặng. Làm giàu không có. Làm giàu không có. Tỉnh ngộ đi. Đừng ngu ngốc nữa. Đúng. Trong cuộc sống này chẳng có điều gì là dễ dàng cả. Chỉ cần cố gắng hết sức đã là thành tựu rồi.